Bài 2. Tập hợp. Hôm nay anh em sẽ làm các bài toán liên quan đến tập hợp chứa tham số. Tập hợp chứa tham số. Tập hợp chứa tham số. Thay cho cái việc người ta cho em một cái tập hợp xác định thì bây giờ người ta sẽ cho em một cái tập hợp nó không rõ ràng và em phải tìm cách để thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Thầy sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên dễ nhất. Ví dụ số 1. Thầy cho tập 2 tập hợp. Đó là tập A bằng trừ 4 đến 3 và tập B bằng M trừ 7 đến M. Và bây giờ thầy yêu cầu là em hãy đi tìm M để cho cái tập hợp B nó sẽ là con của tập hợp A. Đó, rồi và bây giờ em bắt đầu em nghĩ. Em hãy cho những cái con số vào đây để làm sao tập B nó trở thành con của tập A. Nào. Ở đây thì các em thấy là thầy có một cái tập A nó đã xác định rồi. Vậy thầy vẽ cái tập A ra. Tập A nó tính từ âm 4 cho tới 3. Và bây giờ thầy cần một cái tập B để cho B là con của A. Tất nhiên rồi, chúng ta muốn B là con của A thì B phải nằm vào bên trong A, đúng không? Vậy B nằm vào bên trong A thì B nó sẽ phải ở vị trí này, được không? Hoặc tất nhiên chúng ta đã được học là mỗi một tập hợp nó có thể là con của chính nó. Vậy thì nó cũng có thể xảy ra cái trường hợp là tập B bằng tập gì? Bằng tập A. Vậy dù cho nó có rơi vào cái trạng thái như thế nào ấy thì các em cũng chỉ cần so sánh hai điều như sau. Đó là các em chỉ cần so sánh cái số M trừ 7 với số mấy? Với số âm 4. Và số M các em so sánh nó với số gì? Số 3, đúng không? Vậy thì để cho B là con của A, nó sẽ chỉ xảy ra khi và chỉ khi đó là cái số âm 4 này phải nằm đằng trước của số M trừ 7 và cái số 3 này phải nằm đằng sau của số M. Hay tức là gì? Đó là âm 4 sẽ phải bé hơn hoặc bằng M trừ 7 và 3 sẽ phải lớn hơn bằng em gì? Em M, đúng không? Đó, thế thôi. Tất nhiên dấu bằng ở đây nó biểu trưng cho hai tập hợp này có thể rơi vào trạng thái bằng gì nhỉ? Bằng nhau. Và đến đây thì em sẽ tìm được M luôn. Em chuyển vế sang, M sẽ lớn hơn bằng 3. M lớn bằng 3 và đây là M sẽ bé hơn bằng 3. Vậy đối với cái này chúng ta kết hợp lại với nhau, chúng ta duy nhất có một giá trị thôi, đó là M bằng 3 chấm hết. Xong rồi đấy các em. Đơn giản không? Đơn giản đúng không? Ví dụ 2. Thầy vẫn dễ cho hết sức là cơ bản thôi nhé. Cho hai tập hợp đó là A bằng M trừ 1 đến 5 và B bằng 3 đến dương vô cùng. Yêu cầu là tìm M. Tất nhiên là cho hai tập hợp này là hai tập hợp khác rỗng giúp thầy nhá, khác rỗng. Tìm M để
A trừ B bằng rỗng. Các em hiểu như thế này này. Để mà nó tồn tại một cái tập hợp khác rỗng, hay đơn giản hơn là để những cái đề bài này nó được thuận lợi nhất ấy, thì người ta phải cho đề nó rất là chặt chẽ. Ví dụ như em nhìn ở trên đây giúp thầy, các em sẽ thấy là cái âm 4 này nhỏ hơn 3 thì cái tập hợp này khá rỗng rồi. Các em nhìn ở đây giúp thầy là m trừ 7 có phải luôn nhỏ hơn m không? Vậy thì tập B này cũng đã khá rỗng rồi nên là thầy không nói gì. Nhưng mà trong trường này các em nhìn vào đây này, cái tập này này, chúng ta chưa biết được m là bao nhiêu. Vậy thì trong trường hợp nếu mà cái số đằng trước này mà nó lớn hơn số đằng sau thì tập này là tập gì? Tập rỗng. Vậy thì người ta phải chặt chẽ trong lúc ra đề bài, đó là người ta phải cho hai tập hợp khác rỗng. Thì tất nhiên tập này không nói được gì rồi, đúng không? Thế thì bây giờ thầy hỏi mọi người nhé, tập này có phải là tập rỗng không? Đây chính là tập rỗng. Bởi vì viết theo thứ tự từ bé đến lớn, từ bên trái sang bên phải, thì phải số đằng trước phải nhỏ hơn số đằng gì? Đằng sau. Tập này chính là tập rỗng. Vậy tập này có là tập rỗng không? Có rỗng không? Rỗng. Ở đây lấy 3 nhưng ở đây không lấy 3, vậy cuối cùng là chẳng có cái gì cả. Vậy tập này có rỗng không? Tập này không rỗng và tập này có một phần tử, đó chính là số mấy? Số 3. Đấy, hiểu vấn đề chưa? Rồi, vậy thì khi mà người ta cho tập hợp khác rỗng ấy, thì việc đầu tiên các em phải làm đó là các em phải có điều kiện. Điều kiện đó là số đằng trước này phải bé hơn số đằng gì? Số đằng sau. Vậy trước tiên là em phải có điều kiện. Điều kiện để A khác rỗng, đó chính là số đằng trước phải bé hơn số đằng sau, hay tức là M sẽ phải nhỏ hơn 6. Rồi, vậy bây giờ nha, em bắt đầu em đi suy nghĩ cho cái việc là làm thế nào để A trừ đi B bằng rỗng. Đó, em bắt đầu em nghĩ nhá. Nghĩ làm cách nào? Em thử đi. Các bạn để ý này, ở đây thầy có một cái tập B như thế này để cho các bạn đơn giản. Tập B tính từ 3 đến dương vô cùng, và một cái tập A chưa được xác định. Chỉ biết tập A được tính từ M trừ 1 cho tới 5. Vậy 5 nó sẽ nằm ở đây. Bây giờ chúng ta cần nhất đó là cái vị trí của cái thằng M trừ 1, đúng không em? Bây giờ thầy hỏi này, nếu M trừ 1 mà nằm vào đây thì khi đó A trừ đi B có phải nó sẽ còn lại phần này không? Và còn lại phần này thì làm sao mà nó có thể là rỗng được, đúng không? Vậy thì A trừ đi B bằng rỗng, tức là lúc đấy A có còn lại gì không? A không còn lại gì. Vậy A không còn lại gì thì cái thằng A đấy nó phải nằm ở đâu? Nó phải nằm ở đây. Hoặc tối đa là nó phải nằm ở gì? Ở đây. Vậy bản chất để A trừ đi B bằng rỗng, tức là A mất hết, không còn gì, thì A nó phải là con của gì? A là con của B. Vậy bản chất của cái bài toán A trừ B bằng rỗng, người ta sẽ chuyển đổi nó sang một cái bài toán mới, đó chính là A là con của gì? A là con của B. Và hai điều này là hai cái điều tương đương với nhau. Thì đây chính là mệnh đề tương đương mà các em đã được học trong bài đầu tiên. Rồi, vậy bây giờ em muốn A là con B thì em chỉ cần so sánh cái số M trừ 1 với số cả số mấy là được? Số 3 là được. Vậy bản chất chính là M trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 3, đúng không? Chính xác. Vậy từ đây dẫn tới là M sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Tuy nhiên em phải kết hợp thêm với điều kiện ban đầu nữa. Cái này mới chỉ là cái mà các em vừa suy luận được thôi. Em phải kết hợp thêm với cái này nữa. Đến đây em mới vậy. 4 nhỏ hơn bằng M và nhỏ hơn 6.
Được chưa các em? Đó. Ví dụ số 3 này. Rồi, bây giờ thầy mời các em suy nghĩ. Sau đó thầy sẽ phân tích vấn đề. Đầu tiên khi mà vào bài ấy, là các em phải có một cái điều kiện để cho cái tập A khác rộng, đúng không? Điều kiện đầu tiên của bài toán đó là A khác rộng. Tức là 2M trừ 1 sẽ phải nhỏ hơn M cộng 3. Và em chuyển vế đổi dấu thì M của em nó sẽ nhỏ hơn số 4. Đây là điều kiện để bài toán của em nó xảy ra. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ câu A. Thực ra thì rất là dễ nhận biết. Chúng ta muốn A là con của B, tức là A nó phải chui vào trong này. Vậy thì A nó chui vào đây, em chỉ cần so sánh 2M trừ 1 với cả âm 4 và M cộng 3 với số gì? Số 5. Còn nếu mà em không rõ thì em cứ vẽ cái trục số ra giúp thầy. Cái tập B nó là âm 4 cho tới 5. Và các em muốn A là con của B thì A nó sẽ phải chui vào đây, đúng không? Và bản chất A sẽ là con của B khi và chỉ khi đó là cái thằng 2M trừ 1 nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng âm 4, và cái thằng M cộng 3 nó sẽ phải bé hơn hoặc bằng 5. Chuẩn chưa? Và như vậy tương đương em chuyển vế đổi dấu trừ 3 phần 2 và M ở đây nó sẽ nhỏ hơn bằng 2. Các em kết hợp lại và kết hợp thêm với điều kiện trên kia nữa thì rốt cuộc cuối cùng chúng ta sẽ lấy từ âm 3 phần 2 cho tới 2. Đấy là câu A. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có câu B. Câu B chúng ta muốn B là con của A thì lúc này cái thằng A nó lại bao quát cái thằng B, là thằng A nó chạy ra bên ngoài, đúng không? Và để cho cái thằng A nó chạy ra bên ngoài thì cái thằng 2M trừ 1 này phải như nào với số âm 4? Nhỏ hơn hoặc bằng âm 4. Và cái thằng M cộng 3 này phải lớn hơn hoặc bằng 5, đúng chưa? Như vậy lúc này 2M trừ 1 sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng âm 4 và M cộng 3 phải lớn hơn bằng 5, tức là nó bao ra bên ngoài. Và từ đây các em sẽ có được M sẽ nhỏ hơn bằng âm 3 phần 2 và M sẽ lớn hơn bằng 2. Không thể nào vừa nhỏ hơn âm 3 phần 2 và vừa lớn 2 được. Tức là trong trường này có M xảy ra không? Không có M. Vậy từ đây suy ra M của mình nó thuộc tập gì nhỉ? Thuộc tập rỗng, tức là không tồn tại M, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới nói về câu C. Một chút suy luận cơ bản cho câu C. Tập B của em tính từ âm 4 cho tới 5. Và bây giờ em muốn là A giao B bằng rỗng. Thế thì A giao B bằng rỗng, bản chất là chúng nó sẽ không có bất cứ một cái phần nào chung nhau. Và để nó không có phần nào chung nhau ấy, thì nó sẽ có hai khả năng có thể xảy ra cho A. Đó là khả năng A nằm ở đây. Thì khi đó chúng giao vào với nhau có lấy gì không? Không lấy gì. Hoặc A nằm ở đâu nữa? A nằm ở đây nữa, đúng không? Vậy nếu như A nằm ở đây thì chúng ta chỉ cần so sánh cái số nào? Đó là số M cộng 3 với cả âm 4. Còn A nằm ở đây chúng ta chỉ cần so sánh 2M trừ 1 với cả số 5, được không nhỉ? Đó, như vậy nó sẽ có hai trường hợp cho bài toán. Rồi, và từ đây thì mọi người có thể thấy là nếu như A giao B mà bằng rỗng thì nó chỉ có thể xảy ra khi và chỉ khi, hoặc là gì? Hoặc là M cộng 3 nhỏ hơn âm 4, hoặc là 2M trừ 1 lớn hơn 5, thì khi đó nó sẽ giao nhau bằng rộng. Tuy nhiên các em cần phải chú ý cái chỗ này một tí, đó là nó bằng cũng được. Ở đây nó xảy ra dấu bằng cũng được. Vì sao?
Vì một thằng lấy từ âm 4 trở đi và một thằng lấy nhỏ hơn âm 4 thì khi giao vào với nhau nó có lấy được cái gì không? Nó không lấy được cái gì. Vậy thì ở đây có thể xảy ra vị trí hai thằng này bằng nhau cũng được. Các em đã hiểu bài chưa? Rồi, và đến đây thì các em có M sẽ nhỏ hơn bằng âm 7 hoặc là M sẽ lớn hơn bằng 3. Tuy nhiên các em phải kết hợp cái này với cả cái điều kiện này nữa. Thì đến đây em kết luận vậy nhỏ hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng âm 7 thì lấy cái nào? À thì sẽ lấy cái nhỏ hơn hoặc bằng âm gì? Âm 7. Lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4, đúng không? Đó, như vậy là xong. Ok chưa? Ngon lành. Rất hay. Và bây giờ sẽ là cái ý đề cực kỳ hay. Ý đề này là một trong những cái ý mấu chốt của cái nội dung ngày hôm nay, một trong những cái mấu chốt vấn đề siêu hay mà nó mang cái tầm suy luận cực kỳ nhiều. Đây nhá. Em muốn A hợp vào với B thành một khoảng thì nó sẽ xảy ra cái bài toán gì? Ví dụ này, đây là tập A của thầy. Nếu đây là tập A thì A và B hợp vào với nhau nó thành mấy khoảng rồi? Nó thành hai khoảng rồi. Nó thành hai khoảng tách biệt, đúng không? Vậy nếu A mà nằm ở vị trí này thì A hợp vào B có phải nó sẽ tính từ đây cho đến đây không? Và nó chính là một khoảng chưa? Vậy A nằm ở đây được đúng không? Hoặc A nằm ở đây có được không? Có được, hợp vào nhau thì nó thành chính gì luôn? Chính B luôn. Hoặc A nằm ở đây thì hợp vào với nhau thành chính A luôn. Hoặc A có thể nằm ở đây thì hợp vào với nhau vẫn là một khoảng đúng không? Như vậy thầy vừa đang nói tới 4 trường hợp xảy ra. Vậy trong lúc làm bài các em có liệt kê 4 trường hợp đấy ra không? Thực ra là làm 4 trường hợp đấy cũng được, cũng tốt, nhưng nó dài. Và người ta phải đúc rút ra một cái kinh nghiệm như sau. Trong 4 cái khả năng mà thầy vừa đề xuất ra thì nó đều dẫn tới một cái vấn đề duy nhất, đó là gì? Muốn A hợp B thành một khoảng thì chính là chỉ cần A giao B khác rộng thì lúc hợp lại với nhau có phải nó sẽ trở thành một khoảng không? Các em nhìn thấy đây có phải chính là A giao B khác rộng không? Vậy bản chất các em muốn A hợp B là một khoảng thì nó sẽ tương đương với một cái bài toán, đó là A giao B khác rộng. Thế nhưng mà để xử lý được cái vấn đề là A giao B khác rộng ấy thì nó lại chính là 4 cái trường hợp vừa rồi. Và người ta không đi làm theo cái phương án đó mà người ta sẽ thực hiện cái bài mệnh đề sang đây. Em có biết mệnh đề phủ định không? A giao B khác rộng nó sẽ là một cái mệnh đề phủ định của mệnh đề A giao B bằng gì? Bằng rộng. Vậy thì đến đây ấy, người ta không làm trực tiếp đâu, mà người ta sẽ làm cái bài toán A giao B bằng rộng. Đó chính là bài toán ở câu gì? Câu C. Sau đó người ta lấy kết quả ngược lại, hiểu vấn đề không? À, như vậy chúng ta sẽ làm cái bài toán ở câu C. Đây chính là cái bài toán ở câu C. Đó là cái bài toán A giao B bằng rộng. Và bây giờ các em sẽ lấy kết quả ngược lại cho thầy.
Dễ lắm. Em lấy kết quả ngược lại, thầy chỉ cho cách lấy ngược lại này. Nhìn vào đây. Đây là âm 7. Đây là 3 đến 4. Thì trong hai cái vùng này chính là hai cái vùng để cho nó giao nhau bằng rộng. Bây giờ em lấy kết quả ngược lại, tức là em không lấy phần này nữa mà em lấy phần còn gì ạ? Còn lại. Vậy phần còn lại thì em sẽ bỏ phần này đi. Thế thì đến đây em nhìn ra phần còn lại chưa? Phần này là nhỏ hơn hoặc bằng âm 7 thì phần còn lại sẽ thành lớn hơn âm 7. Phần này lớn hơn hoặc bằng 3 thì phần còn lại sẽ là bé hơn hoặc bằng 3. Phần này nhỏ hơn 4 thì phần còn lại sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Được chưa? Rồi, và đến đây thì bài toán kết thúc. Tuy nhiên em phải kết hợp thêm với điều kiện ban đầu. Điều kiện ban đầu đó là điều kiện m phải nhỏ hơn số gì? Số 4. Vậy thì cái trường hợp này mình sẽ không lấy, đúng không? Vậy kết hợp lại với nhau. Kết hợp với trường hợp m nhỏ hơn 4 thì chúng ta sẽ lấy từ 3, từ 7 cho đến 3. Thì đây chính là bài toán của các em. Và sau này trong trắc nghiệm hoặc là gì đấy, người ta sẽ hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên. Thì trong cái vùng này em đếm được bao nhiêu số nguyên em đếm. Thì đây là một bài toán rất hay nhé. Khi mà người ta làm một bài toán giao nhau khác rộng thì người ta sẽ đi làm bài toán giao nhau bằng rộng để người ta lấy kết quả ngược lại. Thì bao giờ bài toán đấy nó cũng sẽ dễ dàng xử lý hơn. Ok chưa? Đó, rồi các em chữa lại. Sau đó các em sẽ tiếp tục, ví dụ này, mời các em. Ví dụ số mấy rồi? Ví dụ số 4. Cho hai tập hợp khác rộng. Đó là tập A. M trừ 1 cho đến 4. Và tập B. Trừ 2 đến 2M cộng 2. Yêu cầu tìm M. A là con B. B là con A. A giao B khác rộng. Rồi, thầy mời các em xử lý. Đầu tiên thì mình phải nói về cái điều kiện để cho nó khác rộng, đúng không? Điều kiện đầu tiên của bài toán đó chính là m trừ 1 phải nhỏ hơn 4. Và thứ hai là trừ 2 sẽ phải nhỏ hơn 2m cộng 2. Và điều kiện này nó sẽ tương đương là m sẽ nhỏ hơn 5. Và m sẽ lớn hơn âm 2. Và chúng ta giải kết hợp điều kiện, chúng ta sẽ tính từ âm 2 cho tới 5. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu triển khai từng ý một, ý A. Ý A thực ra là đến đây là các em không cần phải vẽ ra nữa rồi. Nhưng nó vẫn còn quan trọng lắm các em ạ. Cái ý A này nó khác so với những cái ý vừa rồi. Các em tập trung này. Thầy lấy một cái tập B là tính từ âm 2 cho tới m cộng 2. Thầy lấy một cái tập A. Và bây giờ chúng ta muốn A là con của B. A là con của B thì có phải là A nó sẽ nằm vào đây không? Đúng trong trường này thì nó sẽ là con B không? Vậy để mà cái trường hợp này xảy ra, nó sẽ xảy ra khi và chỉ khi thứ nhất là 4 phải nhỏ hơn hoặc bằng 2m cộng 2. Tức là số 4 này phải nằm trước. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cái thằng m trừ 1 này phải nằm sau với thằng âm 2. Đúng không? Nhưng ở chỗ này nó có một vấn đề. Đó là nó có dấu bằng hay không? Nó có dấu bằng ở đây hay không? Thì trong trường này nó lại không có dấu bằng ở đây. Vì sao? Bởi vì cái thằng A của em nó lấy cái giá trị m trừ 1. Còn thằng B của em nó không lấy cái thằng âm 2.
Vậy nếu mà nó có dấu bằng ở đây, tức là lúc đấy thằng A nó có chứa số âm 2, còn thằng B nó không chứa số âm 2, thì khi đó A nó không là con của B được, đúng không? Nếu ở đây nó là ngoặc tròn thì nó lại lấy được dấu bằng. Nhưng ở đây nó là ngoặc vuông thì nó không được lấy dấu bằng. Đúng chưa? Đấy là một cái sự chú ý rất quan trọng. Và đến đây thì các em giải bình thường chuyển vế là 2 chia 2 là 1. Còn ở dưới kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ lấy m lớn hơn hoặc bằng 1. Nhưng các em phải kết hợp cái này với cả điều kiện bên này nữa. Vậy thì câu A mọi người ra có đúng không các em? Đây chính là kết quả của câu A. Các em kiểm tra xem mình thực sự đúng chưa? Tiếp tục câu B. Thầy vẫn có một cái tập B ở đây. Và thầy có một tập A ở đây. Lúc này chúng ta muốn B là con của A. B là con của A tức là A nó phải chứa B. A nó phải chứa B. Như vậy chỗ này so sánh nó rất là dễ. Đó là các em chỉ cần so sánh A, cái tập này là B là con của A. Đó là các em chỉ cần so sánh rất là đơn giản. Đó là 2M cộng 2 phải nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và M trừ 1 sẽ phải nhỏ hơn âm 2. Tuy nhiên trong trường này có dấu bằng xảy ra không các em? Có dấu bằng xảy ra ở đây không? Có dấu bằng xảy ra ở đây. Vì sao? Vì B là con của A mà. Kể cả hai cái thằng này bằng nhau thì thằng A nó vẫn lấy âm gì? Âm 2. Còn thằng B không lấy âm 2 thì hiển nhiên thằng B vẫn là con của thằng A. Đúng chưa? Đó. Như vậy mấu chốt rất quan trọng nhá. Bên này không có bằng nhưng bên kia lại có bằng. Làm bài nó phải chú ý cẩn thận. Như vậy M sẽ nhỏ hơn bằng 1 và M sẽ nhỏ hơn bằng trừ 1. Vậy kết hợp lại thì chúng ta sẽ lấy, và các em phải kết hợp cái này với anh đây nữa, với anh đây nữa, đúng không? Vậy trừ 2 nhỏ hơn M nhỏ hơn bằng trừ 1. Ok, mọi người ra chuẩn không? Nếu ra chuẩn như này là ok. Tiếp tục câu C. Câu C là em muốn tìm A giao B khác rộng. A giao B khác rộng. Thì em không làm bài toán này. Em hãy làm bài toán A giao B bằng rộng trước. Bởi vì bài toán này rất nhiều trường hợp xảy ra. Chúng ta sẽ đi thực hiện cái việc tìm M để cho A giao B bằng rộng trước. Sau đó chúng ta sẽ lấy kết quả ngược lại. Thì vấn đề được xử lý rất đơn giản. Đây là tập B. Tính từ âm 2 cho tới 2M cộng 2. Vậy các em muốn A giao B bằng rộng thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra cho A. Đó là khả năng A nằm ở đây và khả năng A nằm ở đây. Nếu khả năng này thì đây sẽ là m trừ 1 và đây sẽ là mấy? 4. Còn nếu khả năng này thì đây sẽ là m trừ 1 và đây sẽ là 4. Tuy nhiên các em thấy là hai cái trường hợp này nó chỉ xảy ra một trường hợp thôi. Bởi vì trường hợp này không thể xảy ra được. Vì đây là 4 còn đây là âm gì? Âm 2. 4 làm sao bé hơn âm 2 được, đúng không? Vậy thì sau cùng chỉ có duy nhất cái khả năng này xảy ra thôi. Vậy để A giao B bằng rộng thì điều gì nào? À, đó là em chỉ cần so sánh hai cái số này với nhau. Tức là 2M cộng 2 sẽ phải nhỏ hơn M trừ 1. Và bây giờ vấn đề thầy hỏi là có dấu bằng hay không? Có bằng không? Có bằng em nhé. Vì sao? Vì thằng này không lấy, thằng này lấy. Thì kể cả chúng có giao vào với nhau thì có lấy được phần tử nào không? Không lấy phần tử nào. Ví dụ 4. Còn thằng kia từ mấy trở đi? Từ 4 trở đi, vậy giao vào với nhau có lấy không? Không, vậy thì kể cả hai giá trị này bằng nhau vẫn được mà.
Một thằng không lấy, một thằng lấy thì kết hợp với nhau, giao nhau thì làm gì có phần tử nào, đúng chưa? Rồi, như vậy cái này bản chất là gì đây? M sẽ nhỏ hơn bằng âm 3. Đây là kết quả trong trường hợp A giao B bằng rộng. Vậy chúng ta lấy kết quả ngược lại thì chúng ta sẽ lấy được cái trường hợp A giao B khác rộng. Vậy A giao B khác rộng khi và chỉ khi M sẽ lớn hơn âm 3. Tuy nhiên các em phải kết hợp cái này với cả cái điều kiện ở bên kia, M lớn hơn âm 3, và các em phải kết hợp với điều kiện là M lớn hơn âm 2 và nhỏ hơn 5. Vậy hai cái này kết hợp lại với nhau thì lấy cái phần nào? M lớn hơn âm 3 nào? M lớn âm 3. Và M lại lấy từ âm 2 cho tới 5, kết hợp lại với nhau, hay tức là lấy một cái phần chung. Thì cái phần chung chính là phần từ âm 2 đến gì? Đến 5, đúng không? Vậy trừ 2 sẽ nhỏ hơn M, nhỏ hơn 5. Đó, rất hay nhá mọi người nhá. Hay vô đối luôn. Ví dụ 5. Cho hai tập hợp A là bằng âm vô cùng đến M, B là bằng 3M trừ 1 đến 3M cộng 3. Tất nhiên rồi, bài này người ta không cần thêm điều kiện A và B khác rỗng nữa, vì bản chất chúng đã khác rỗng rồi, đúng không? Thằng này luôn nhỏ hơn thằng này, thằng âm vô cùng luôn nhỏ hơn M. Đó. Bây giờ người ta sẽ yêu cầu này, tìm câu A này, C, R, A, tức là phần bù của A trong R. Câu B này, C, R, B, tức là phần bù của B trong R. Câu C yêu cầu tìm M để A là con của CRB. Và câu D yêu cầu tìm M CRA giao với cả B bằng rộng. Rồi, ok. Khác rộng. Đó, thầy mời các em xử lý câu này. Ok. Các em để ý này. Đầu tiên thì hai cái tập này nó đều khác rỗng rồi, nên là mình không có điều kiện gì cả. Mình sẽ làm câu A. Cái tập A của mình nó lấy từ âm vô cùng cho đến M, và bây giờ mình cần tìm phần bù, tức là phần còn lại. Và đây sẽ là phần còn lại, đúng không? Vậy câu A mình xử lý được ngay. CRA chính là phần bù của A trong R. Tương tự như vậy, chúng ta có câu B. Cái tập B của em nó lấy từ 3M trừ 1 cho tới 3M cộng 3. Vậy bây giờ cái phần bù của nó ở trong R, tức là phần còn lại, em bỏ phần này đi, thì phần còn lại chính là hai phần này, đúng không? Vậy CRB, CRB tính từ âm vô cùng cho tới 3M trừ 1, cái này nó lấy rồi thì ở đây nó sẽ không lấy. Và cái phần kia nó sẽ là từ 3M cộng 3 cho tới dương vô cùng. Xong. Bây giờ chúng ta làm ý C thôi. Tìm M để A là con của CRB. Đây là CRB. Thế còn A là gì? A nó chính là âm vô cùng cho tới M. Vậy thì các em có thể dễ dàng các em nhận ra ấy, nếu như A mà là con của CRB thì nó chỉ có thể xảy ra khi mà thằng này nó phải chui vào đây. Nó không thể chui sang đây được, bởi vì nó tính từ âm vô cùng, vậy nó phải chui vào đây. Và tất nhiên rồi, nó chui vào đây thì các em chỉ cần so sánh cái gì với nhau? 3M trừ 1 và M, đúng không? Vậy bản chất là M sẽ phải bé hơn bằng 3M trừ 1. Chuyển vế và chia thì 2M sẽ lớn bằng 1, tức là M sẽ lớn bằng 1 phần 2. Xong.
Và chúng ta có câu cuối cùng câu đề. CRA giao B khắc rộng. Vậy bây giờ mình sẽ làm cái trường hợp đó là CRA giao B bằng rộng. Sau đó mình sẽ lấy kết quả ngược lại. Em ơi, đâu là CRA? Đây là CRA. CRA là tính từ M cho tới dương vô cùng. Thế còn B, B nó tính từ 3M trừ 1 đến 3M cộng 3. Vậy em muốn nó giao nhau bằng rộng thì chỉ có thể xảy ra duy nhất, đó là tập B nó phải nằm ở đây, đúng không? Và đây là 3M cộng 3. Vậy các em muốn so sánh, các em muốn nó giao nhau bằng rộng, các em chỉ cần so sánh 3M cộng 3 với cả em gì ạ? M là xong. Bởi vì nó chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, đúng không? Vậy ở đây chính là 3M cộng 3 phải nhỏ hơn em gì? Nhỏ hơn em M. Và thầy hỏi là chỗ này có dấu bằng không? Không có dấu bằng. Vì sao? Vì thằng dưới cũng lấy, thằng trên cũng lấy. Nếu mà nó bằng thì nó sẽ tạo ra mấy phần tử? Một phần tử chung, chính là ở cái vị trí này. Mà chúng ta đang cần kết quả là rỗng, tức là không có phần tử nào chung, đúng không? Vậy ở đây bản chất là M sẽ lớn nhỏ hơn 3 trừ 3 phần 2. Thì đây là kết quả chuyển vế đổi dấu cho cái việc là giao nhau bằng rỗng. Vậy đến đây chúng ta sẽ lấy được cái kết quả để giao nhau khác rỗng. Thì chúng ta lấy kết quả ngược lại thôi. Nhỏ hơn ngược lại sẽ với là lớn hơn hoặc gì? Hoặc bằng. Ok chưa? Đó. Rồi, như vậy thì các em kết hợp thêm cái việc làm bài tập về nhà nhá. Và thầy nói rồi, bài tập về nhà sẽ có những bài rất khó đấy. Rất khó. Các em cố gắng nhá. Ok, bài tập hợp chứa tham số M thầy dừng lại đây.